Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Pisenco được sản xuất tại Korea Bram Pharma. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Pisenco cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Pisenco Canxi lactat 271,8mg Canxi glunat hydrat 240mg Canxi dưới dạng canxi carbonat 240mg 152,88mg Ergo canxi khô tương đương ergo canxi 100 IU 0,118mg Dạng bào chế Viên nén Công dụng và chỉ định của Pisenco Thiếu calcium, bổ sung calcium Cách dùng và liều dùng Pisenco Trẻ em, một viên trên ngày Người lớn, liều thông thường, hai viên trước khi đi ngủ Nếu cần thiết uống một viên vào buổi sáng, một viên vào buổi chiều và hai viên buổi tối trước khi đi ngủ Chống chỉ định của Pisenco bệnh nhân bị chứng tăng canxi huyết bệnh nhân bị suy thận năng bệnh nhân bị sỏi thận lưu ý khi sử dụng pisenco những bệnh nhân đang dùng vitamin d thời kỳ mang thai không gây hại khi dùng liều theo nhu cầu thông thường hàng ngày tuy nhiên người mang thai nên được cung cấp canxi bằng chế độ ăn uống đầy đủ dùng quá nhiều loại vitamin và canxi cùng các chất khoáng chất khác có thể gây hại cho mẹ hoặc thai nhi thời kỳ cho con bú không gây hại khi dùng liều theo nhu cầu thông thường hàng ngày sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng sản phẩm cho phụ nữ có thai và đang cho con bú sử dụng thuốc cho người lái xe và vận hành máy móc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng sản phẩm cho người lái xe và vận hành máy móc tác dụng phụ của pisenco rối loạn tiêu hóa đầy hơi tiêu chảy chán ăn, buồn nôn, nôn, táo bón hiếm khi xảy ra, khó chịu, tăng canxi huyết, sỏi thận hiếm khi xảy ra. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc. tương tác, canxi làm giảm sự hấp thu của tetracycline. hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm PiSenco đồng thời biết cách sử dụng Pisenco sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.